Chào quý vị khán giả đến với kênh Hà Lùng TV. Quý vị khán giả có nhớ bạn này không? Ông đang vừa đọc thoại mà ông vừa đánh dần quý vị khán giả ơi. Thế chậu mấy anh không dễ đâu. Nổ nổ mở vali ra. Đây là phim chùm nổ season 2. Hai cô cháu có hai dài đó quý vị khán giả, đã lắm. Nghe đồn là sẽ được dí chạy. Đại ca. Con đóng vai gì con biết chưa mà con đọc như đúng rồi vậy? Dạ, con không biết. Trời ơi, nó không biết nó đóng vai gì mà đứng đọc thoại như đúng rồi quý vị khán giả. Đây là tâm xe ôm. Anh chàng mà thứ gì chịu nổi nè quý vị khán giả. Không khí của đoàn phim rất là sơm tụ. Đây. Đà 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 nè quý vị khán giả. Không. Chị đang giới thiệu với quý vị khán giả nhớ lại những gương mặt của Thách Thức Danh Hài. Đó, đà 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 đà. Hình như con chung mùi với tâm xe ôm này luôn đúng không? U anh em chứ. Quỷ Tâm nó hay kêu bằng cô xưng con, bây giờ bị liệu. Trời ơi thôi, không biết giai gì mà mày đọc làm cái gì vậy? Hả? Không biết giai gì mà mày đọc. Mình hiểu mình đang nằm ở đâu cô? À mình đọc để mình hiểu mình đang nằm ở đâu nha quý vị khán giả. Tên đàn em. Đó tất cả mọi người đó. Đàn em quẹt ngon. Ngọc Tú Minh Quân. Ba một. Đại ca tao. Đại ca. Đại ca tao đã mời mày còn không chịu hả? Này, không chịu hả? Ổng hả mày? Nổ. Dạ. Em nè nha, ông lo ông đọc của người ta một hồi tới cái cô ông không nhớ nữa nha. Đi hỏi coi là mình đóng cái gì đi. Hà Lùng sáng nay 6:30 là đã đi rồi đó quý vị khán giả. Hôm nay bên phim Vô Hổ Đại Chiến Mẹ Chồng là Định Trang chụp poster mà Hà Lùng không có đi được. Hà Lùng phải đi qua bên đây. Trời đất ơi, nghe tới phần đoạn chạy cái lật đật vô ăn để có sức chạy nè trời. Ủa phần đoạn đầu tiên nghe có anh... vai về trang điểm liền. Có không? Có. Quyên có vàng. Em đóng với anh ngay đầu Quyên đó. Một vai bí ẩn. Vai bí ẩn nha. Anh Kiên chắc chắn hả? À. Tôi một vai đó quan trọng. Một vai bí ẩn. Vai Kiên là chắc chắn nó thúi. Không có bọn tôi là thúi tình luôn. Không thấy mặt nghe quý vị vậy? Ủa không? Một vai không thấy mặt. Ủa nó nghe nè, một vai không thấy mặt mà trang điểm làm gì vậy? Nhưng mà nó phải tận tâm chị hiểu không? Đã làm là phải làm. Phải có giống như là phải có lương tâm phải không? Đúng, phải có tâm, làm gì cũng phải có tâm. Yến, Yến biên kịch nha. Đây là Yến biên kịch đã dí cho tôi 2-3 bộ phim sắp tới của mày nha. Giờ em đóng vai gì mà em làm mặt? Em đóng vai bí ẩn. Tôi là vai đóng chung anh hả? Đúng vai đầu phim luôn vậy. Đúng rồi. Tụi tôi sẽ phụ trách một cái vai rất là hoành tráng, vai bịt mặt nạ, đeo khẩu trang, bịt đầu bảo hộ, kiên sát chết. Không bao giờ thấy mặt tôi. Cho nên không cần make up nha. Đỡ tốn, đỡ tốn phấn. Không có thấy mặt tôi đâu. Tôi đóng vai thầm lặng mà. Thầm lặng. Nhưng mà cái giọng của anh. Cái này tôi 2-3 vai là vai kiên sát chết, tôi với Yến Nguyên à. Anh đừng lộ nhiều nhá, anh đừng lộ nhiều vai nhá. Đừng có một số vai bí ẩn vậy. Chúng tôi mà không khiên chết chết thì sẽ chết thu đồng, nên bây giờ vàng rất quan trọng. Ngọc Tú Bolero vai gì? Anh có thay đồ chưa ta? Thay đồ gì? Dạ, có một vai là vai Ngọc Tú Bolero luôn. Dạ, 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 bây giờ quay cái cảnh kia trước mà. Không gặp em là em bận trước luôn á, để cho nó đổ. Nó nặng kịp luôn nè, dần hồi sau khi được. Đổ mồ hôi cho nó giảm cân đi. Dạ, sẽ khác kịp. Bây giờ mời một cái diễn viên rất ư là nổi tiếng. Cơ hội, cơ hội rất là cơ hội. Phải giỡn đâu. Anh ơi, quá vinh hạnh luôn đó chị ha. Em thấy càng ngày dàn diễn viên nó càng nặng ký. Hồi sáng em nói rồi, hồi sáng em nói là bình thường là ổng la không phải không? Hôm nay mình làm phục trang mà, cơ hội. Giang hồ mà khóc nha quý vị khán giả. Giang hồ hề. Còn tôi đóng vai đàn em, ổng đi theo dỗ của ổng. Sao buồn quá vậy? Anh đang hồi hộp. Cảnh hoành tráng. Nó qué qué là anh chạy vô rồi. Đạo diễn nó qué qué là anh chạy vô. Để anh biết anh thổi giống ồn gì không thấy đeo micro luôn. Đâu có thổi gì đâu, chạy vô bưng chạy thôi mà. Vậy
Dây này dây không thổi. Dây này cái nội tâm. Nhìn cái nhìn ra nội tâm mà nó còn không có cho thấy mặt nữa, không biết. Thấy mặt nữa. Biết nội tâm thể hiện sao? Không có quần chúng hay sao? Bây giờ tôi lên đóng quần chúng. Bị lừa. Xin gì người ta không sao. Bị lừa. Không có diễn viên, không có vai tồi mà chỉ có diễn viên dở thôi, nên bây giờ vai nào cũng phải làm. Vai nào cũng tham gia. Vai này sáng giờ bắt tôi nuôi tâm lý. Nuôi sáng giờ. Nuôi chính cái tâm lý. Bắt đầu cái mới là số 7. Đó, diễn xong rồi con Trang kiếm bỏ đâu không biết. Bây giờ tôi thấy là con đường nghệ thuật trong gai thì trong gai không? Em quay cho anh rồi. Không, em quay cho em. Em đi thiệt sớm, 5 sáng em đi rồi em quay YouTube nè. Tội nghiệp. Tội nghiệp cũng xếp tôi vòng ngoại và vất vả. Rồi cô đại ca giang hồ lui nhẹ đi. Đà ra ra đóng đại ca giang hồ nhau gì vậy? Sao mà cảm xúc không sao? Mà không ok nằm đìa luôn hả? Thổi có hai câu mà quá trời mệt luôn hả? Anh đâu có thổi đâu. Không thổi con nào mà mệt anh vậy đâu. Trời ơi chết rồi. Chạy giảm cân. Mất cái bụng rồi trời. Tại vì lãnh lương ra mua thuốc giảm cân thì giờ mình đóng tiền này giảm cân luôn. Trời ơi biết nhiêu mồ hôi ha. Thấy thương, thấy tội. Mà thôi cũng kệ. Kệ đi. Bà cũng đau bắp lên rồi. Đó. Thằng Tâm á, anh Minh, thằng Tâm á, Tâm mà cà lâm á. Giống nó mà hiểu như tình huống rồi xong nó treo, nó tự thoại, nó thoại mắc cười lắm. Thiệt, thoại tiếu lắm kìa. Đã gần sắp xong phân đoạn đầu tiên rồi đó quý vị khán giả. Trời đất ơi, một phân đoạn quay 2 tiếng đồng hồ. Trời đất ơi. Đang đi quay chưa có rảnh nè, đóng vai pháp sư nè, thấy ghê chưa? Đúng đi qua cho bo nó làm thấy chị đóng vai pháp sư không? Mà giờ không biết đọc thần chú gì nè. Nè, dí hậu vô F0 cái đồ có đang nên chưa có giỡn cái gửi clip rồi đó. Nó qué qué là anh chạy vô rồi. Đạo diễn nó qué qué là anh chạy vô để anh biết anh thổi giống ồn gì không thấy đeo micro luôn. Đâu có nó thổi gì đâu, chạy vô bưng chạy thôi mà. Dây này dây không thổi. Dây này cái nội tâm. Nhìn cái nhìn ra nội tâm mà nó còn không có cho thấy mặt nữa, không biết. Thấy mặt nữa. Biết nội tâm thể hiện sao? Không có quần chúng hay sao? Bây giờ tôi lên đóng quần chúng. Bị lừa. Xin gì người ta không sao. Bị lừa. Không có diễn viên, không có vai tồi mà chỉ có diễn viên dở thôi, nên bây giờ vai nào cũng phải làm. Vai nào cũng tham gia. Vai này sáng giờ bắt tôi nuôi tâm lý. Nuôi sáng giờ. Nuôi chính cái tâm lý. Bắt đầu cái mới là số 7. Đó, diễn xong rồi con Trang kiếm bỏ đâu không biết. Bây giờ tôi thấy là con đường nghệ thuật trong gai thì trong gai không? Em quay cho anh rồi. Không, em quay cho em. Em đi thiệt sớm, 5 sáng em đi rồi em quay YouTube nè. Tội nghiệp. Tội nghiệp cũng xếp tôi vòng ngoại và vất vả. Rồi cô đại ca giang hồ lui nhẹ đi. Đà ra ra đóng đại ca giang hồ nhau gì vậy?